Có nên mua căn hộ chung cư để ở hay là để đầu tư trong thời điểm hiện tại hay là không? Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, trong những ngày qua thì Hòa cũng có được một số khách hàng hỏi một số các câu hỏi quen thuộc, đó chính là có nên, em ơi, trong cái bối cảnh mà chung cư trong giai đoạn vừa qua nó đã tăng giá và nhiều căn hộ anh thấy nó tăng giá rất là cao, thì là mình có nên mua hay là ở hay là đầu tư trong giai đoạn này hay không? Thì hôm nay Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị về cái câu hỏi đó với dưới góc nhìn của cá nhân của Hòa. Thì thưa anh chị, với cái việc mà xu hướng căn hộ chung cư nó tăng giá, thì cuối năm 2022 thì Nhà Tốt đã làm những cái video về cái xu hướng tăng giá của căn hộ chung cư tại thời điểm đó. Thì thưa anh chị, tại thời điểm đó Hòa không biết được là từ thời điểm 2022 đến thời điểm bây giờ là 2024, giữa năm 2024 rồi, tức là khoảng tầm đâu đó một năm rưỡi, thì giá của căn hộ chung cư nó đã tăng giá khoảng 100% với những cái dự án xung quanh đây anh chị. Thì tức là trước đây một căn hộ chung cư có giá khoảng tầm tỷ rưỡi, tỷ bảy, thì ngày hôm nay nó đã có cái mức giá khoảng tầm 3 tỷ 2. Với những cái dự án như ở Smart City này thì tại thời điểm 2022 thì đâu đó khoảng 2 tỷ, thì hiện tại nó khoảng tầm 3 tỷ 2. Đối với khu Sapphire anh chị thì nó đâu đó nó cũng phải 80-90% rồi đó. Còn với các cái dự án khác thì nhiều cái dự án chung cư ở trong thành phố Hà Nội này nó cũng tăng giá 100% rồi anh chị. Thì chắc là anh chị cũng đã nghe các phương tiện truyền thông báo chí nói rất là nhiều về căn hộ chung cư tăng giá. Và thưa anh chị, cái câu hỏi bây giờ là liệu rằng mình mua như này nó đã bong bóng hay chưa, liệu rằng nó có bị quá cao không đó. Thì đấy là một cái câu hỏi mà cũng có nhiều anh chị có gửi đến Nhà Tốt và cá nhân Hòa để mà hỏi về vấn đề này. Thì trong video này Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị về góc nhìn của Hòa về cái vấn đề này. Thưa anh chị, thực tế ra thì chúng ta lên mua tại thời điểm trước anh chị, lên mua vào những thời điểm 2023, tại thời điểm đó là thời điểm đẹp nhất, những cái giai đoạn cuối năm 2023 đó là những thời điểm rất là đẹp để mua căn hộ chung cư hay là bất động sản nói chung. Còn từ cái giai đoạn mà ra sau Tết này thì hầu hết các loại bất động sản ở gần với trung tâm thành phố Hà Nội này cũng như căn hộ chung cư nó đều tăng giá rất là cao, rất là mạnh đó. Thì nhưng mà quay trở lại đây thì mình sẽ nói rằng là liệu nó đã bong bóng hay chưa, và mình có nên đầu tư hay mua để ở tại thời điểm này không, và trong tương lai liệu giá nó có bị sập xuống hay không, thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn như sau. Thì anh chị, cái vấn đề của cái căn hộ chung cư tại thời điểm mà Hòa cũng đã từng chia sẻ với anh chị là vấn đề cái nguồn cung của nó rất là ít anh chị. Tại thời điểm 2022 hay là đầu năm 2023 Hòa có chia sẻ, thì tại thời điểm đó Hòa cũng không biết được là liệu căn hộ chung cư nó có được nhân 2 như vậy không. Nhưng mà Hòa chỉ nhìn thấy cái xu hướng của nó thôi. Tức là cái xu hướng của nó bị ba cái yếu tố tác động rất là lớn mà nó khó để giải quyết được anh chị. Chứ còn để mà tăng giá bao nhiêu hay là khi nào tăng giá thì nói thực là Hòa không biết. Và tại thời điểm này khi mà anh chị hỏi là mua nó có tăng giá được nữa hay không và nó tăng giá đến bao nhiêu, thì Hòa cũng xin thưa trả lời với anh chị là Hòa cũng không biết. Nhưng Hòa chỉ nhận thấy rằng là cái xu hướng tăng trưởng của căn hộ chung cư nó vẫn còn tiếp tục. Thứ nhất đó chính là cái yếu tố liên quan đến cái nguồn cung căn hộ anh chị. Cái nguồn cung căn hộ để trong vòng khoảng tầm 3 năm tới để mà thành phố Hà Nội giải quyết được vấn đề căn hộ chung cư nó trở nên rất là khó khăn. Cái lý do thứ nhất là vì cái mặt pháp lý anh chị. Cái thứ hai nữa là cái luật đất đai của chúng ta nó cũng mới thông qua và nó cần phải có thời gian để mà đi vào cuộc sống, nó cần phải có những cái hướng dẫn cụ thể cái luật đất đai đó. Cái thứ ba là chúng ta thấy rằng là năng lực triển khai của chủ đầu tư rất là yếu. Không phải hiện tại hầu hết các chủ đầu tư họ đều khó có được tài chính và khả năng để triển khai các cái dự án tiếp theo. Chỉ có đâu đó một vài chủ đầu tư họ còn tiềm lực tài chính và khả năng triển khai các dự án mà thôi. Khi mà anh chị thấy rằng là theo cái thống kê mà Hòa thấy rằng là trong giai đoạn vừa qua là 94% đến 95% số lượng căn hộ ở trên thành phố Hà Nội này là nguồn cung từ các cái dự án của Vinhome anh chị. Ví dụ Vinhome Smart City này và Vinhome Ocean Park ở tại thành phố Hà Nội chiếm tới 94% nguồn cung căn hộ của toàn bộ thị trường. Như vậy chỉ có 6% còn lại là của các chủ đầu tư khác. Vậy thì để mà giải quyết được vấn đề nguồn cung trong giai đoạn tới, đặc biệt là căn hộ ở trong trung tâm, là vấn đề rất khó giải quyết anh chị. Khi mà anh chị thấy rằng là không có nhiều dự án, ví dụ ở khu vực phía Tây này thì sắp tới cũng chỉ có thêm một cái dự án nữa đang triển khai rồi, đang khởi công rồi, đó chính là dự án The Magic One Premium của chủ đầu tư MIK hay còn gọi là Mix Group mà thôi. Còn về cơ bản chúng ta không có cái dự án căn hộ chung cư nào phía Tây đang được triển khai mới cả. Đấy là một trong những cái vấn đề của thị trường rất là lớn. Trước đây cũng có một số cái chủ đầu tư khác họ cũng triển khai, như chủ đầu tư Hưng Thịnh, họ có triển khai cái dự án Melody Hưng Thịnh ở Linh Đàm, thì cái dự án đó chủ đầu tư vướng phải vấn đề tài chính liên quan đến trái phiếu đấy anh chị, nên là họ đã phải dừng lại. Và mới đây thì bắt đầu có một số cái thông tin liên quan đến cái việc là triển khai lại cái dự án đó.
thì anh chị thấy rằng là toàn bộ khu vực phía tây của thành phố Hà Nội này chúng ta không có nguồn cung căn hộ, và trong 2-3 năm tới cũng không, rất là khó để giải quyết đó, rất là khó để giải quyết được cái nguồn cung căn hộ ra thị trường, về cả khía cạnh là năng lực của chủ đầu tư, về cả về vấn đề pháp lý, về cả vấn đề liên quan đến cái luật đất đai, cái đất pháp lý các thứ đó, nó rất là khó giải quyết. Nên trong khoảng 3 năm tới, riêng cái vấn đề liên quan đến cái nguồn cung căn hộ là khó giải quyết, nên xu hướng của căn hộ chung cư trong thời gian tới nó vẫn có xu hướng tiếp tục khả năng vẫn tăng. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta sẽ cần phải nhắc đến đó chính là nhu cầu. Thưa anh chị, với việc mà gần đây anh chị đã thấy những cái cuộc đấu giá đất ở các cái huyện như là Hoài Đức, như là Thanh Hoài, thì Hoài Đức đã đấu giá lên 133 triệu một mét. Mà theo dưới góc nhìn của Hòa nhận định cái vị trí đất đó ấy, để mà tiềm năng của nó để mà phát triển ấy, thì nó không cao anh chị. Tại sao Hòa lại nói như vậy? Bởi vì để mà một cái khu vực nào mà cái giá đất nó tăng trưởng mạnh và nó có tiềm năng ấy, thì nó cần phải có cái yếu tố để thu hút cái người có điều kiện tài chính về để ở, thì nó mới tăng giá được. Thì những cái khu đô thị hay những khu đấu giá nó phải là còn giá tốt để mà nó tăng giá là cái thứ nhất, thì nó có tiềm năng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cần phải thu hút được những cái đối tượng người về ở để nó có thể tăng giá được. Còn đâu không ấy, thì nó chỉ là mang tính chất đầu cơ từ người này bán cho người kia, và nó rất là khó để tăng trưởng bền vững anh chị. Đối với cái việc mà nhu cầu của căn hộ chung cư thì trong giai đoạn vừa qua nó lại khác hoàn toàn. Khi mà anh chị thấy rằng là hầu hết các cái dự án ở trong Vinhome Smart City này thì khi mà chủ đầu tư bàn giao ấy, về cơ bản tỷ lệ lấp đầy rất cao. Ví dụ như cái tòa Imperia 1 này, anh chị có thể thấy rằng là mới đây mới nhận nhà vào tháng 6 này, thì về cơ bản các căn hộ ở đây anh chị cơ bản đã đi vào ở đến 70-80% rồi. Còn đâu đó một số các nhà đầu tư họ đầu tư cho thuê, họ đầu tư hoặc họ chưa sắp xếp được thời gian về ở thì là vẫn còn. Còn về cơ bản nó đã lấp đầy. Và các cái dự án ở trong Smart City này về cơ bản cũng như vậy. Cái nhu cầu về căn hộ trở lên rất là cao. Trong bối cảnh mà hiện nay đối với một căn nhà đất khoảng 35m đi, trung bình nó khoảng 200 triệu anh chị, thì anh chị phải bỏ ra tầm khoảng 7 tỷ để sở hữu một căn nhà trong ngõ không có ô tô đi vào. So sánh với việc là anh chị mua một căn hộ chung cư khoảng tầm 5 tỷ đi, khoảng 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, và cái chất lượng cuộc sống của anh chị hoàn toàn thay đổi, thì cái nhu cầu căn hộ chung cư trong giai đoạn này nó đang phát triển rất là tốt. Chính vì thế nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của căn hộ chung cư. Quan điểm của người miền Bắc mình là ngày xưa là ăn chắc mặc bền, mình muốn chỉ muốn mua đất để cho chắc chắn thôi. Nhưng mà thực tế là do cái sự phát triển dần dần nó cũng sẽ thay đổi khi mà cái nhu cầu cuộc sống của chúng ta ngày càng cao lên, đúng không anh chị? Ngày xưa chúng ta đâu có nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ mua những cái chiếc ô tô, đúng không? Ô tô cũng là tiêu sản mà, đúng không anh chị? Bởi vì nó sẽ mất đi cái giá trị trong tương lai. Ngày hôm nay anh chị đưa một cái ô tô ra khỏi showroom, có thể nó đã mất khoảng 10-15% giá trị rồi, đúng không anh chị? Chưa nói đến những cái như là iPhone, những cái thứ khác, thì cái nhu cầu về cuộc sống ấy, cái chất lượng cuộc sống ấy, ngày càng cao. Ví dụ anh chị sở hữu những cái siêu xe thì cái tiêu hao về cái siêu xe đó nó cũng sẽ rất là cao. Thì bây giờ căn hộ chung cư chúng ta đưa đến nó đến với cái căn hộ mà nó để nâng cao chất lượng cuộc sống, nên cái nhu cầu của nó ngày càng cao và cái mật độ của thành phố Hà Nội càng ngày nó càng đông. Như vậy thì chỉ có căn hộ chung cư là mới đáp ứng được. Nên cái căn hộ chung cư nó là xu hướng trong cái sự phát triển của tương lai, khi mà cái nhu cầu của con người nó sẽ thay đổi. Cái điều này thì nó không phải là do Hòa tự nghĩ ra và Hòa sáng tác ra được, đúng không anh chị? Mà nó là do cái sự phát triển của các cái thành phố nó luôn luôn vận hành như vậy. Khi mà anh chị có thể nhìn sang các cái thành phố phát triển hơn chúng ta như là Malaysia, như là Singapore, đúng không anh chị? Hay là xa hơn như là Bắc Kinh, Hồng Kông, Thượng Hải, các cái thành phố lớn, thì căn hộ chung cư nó đều là cái sự phát triển tất yếu của cái xã hội, một cái đất nước mà phát triển trong tương lai. Với hàng nghìn tòa nhà mọc lên của thành phố Hà Nội trong thời gian qua thì cũng đã chứng minh cho cái xu hướng phát triển của các tòa cao tầng trong thời gian tới. Tất nhiên là trong cái giai đoạn này thì các tòa nhà văn phòng nó bị ảnh hưởng rất là lớn bởi cái sự thay đổi, và nó có một cuộc khủng hoảng về căn hộ các tòa nhà văn phòng đấy anh chị, bởi vì không cho thuê được, người ta kinh doanh, người ta chuyển hết sang các hình thức online nhiều và họ có ít sử dụng cái văn phòng thực tế nữa, thì nó cũng có ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà về căn hộ để mà mua để ở thì thực tế là như Hòa thấy rằng là cái nhu cầu càng ngày nó càng cao lên, thì là đấy là cái yếu tố thứ hai để mà ảnh hưởng đến cái căn hộ chung cư. Cái yếu tố thứ ba anh chị, cái yếu tố rất là quan trọng, đó chính là cái yếu tố lạm phát. Yếu tố lạm phát là cái yếu tố hiện hữu rõ nhất trong nền kinh tế của toàn bộ thế giới, chứ không phải là chỉ có riêng Việt Nam của chúng ta. Và trong cái bối cảnh như hiện tại, khi mà các cái đợt Covid ở Mỹ họ có thể in ra 4.000 tỷ, châu Âu cũng in ra khoảng 4.000 tỷ để đẩy vào thị trường, thì cái việc lạm phát trong thời gian tới thì nó là rất là cao. Mà anh chị có thể hình dung là bây giờ cứ mỗi 100 ngày thì Mỹ lại lợi thêm 1.000 tỷ đô
và tổng nợ của Mỹ bây giờ đang ở cái mức là hơn 35.000 tỷ đô la Mỹ rồi anh chị. Tức là cái nợ của Mỹ rất là khó để mà có thể giải quyết. Đó, thì cái nợ của Mỹ như vậy, và anh chị thấy rằng là cái đồng Việt Nam đồng của chúng ta từ năm 2022 cho đến thời điểm này nó cũng đã mất giá khoảng đâu đó khoảng 13 đến 15% so với đô la Mỹ anh chị. Khi mà anh chị nhìn được vào tỷ giá, nó từ 22.000 và bây giờ nó đã khoảng 25.000. Trong khoảng cách đây độ mấy hôm thì nó đã lên tới mức là 26.000 rồi. Thì anh chị có thể hình dung được về cái mức độ lạm phát. Cái việc lạm phát của ở đây ấy, nó còn liên quan đến cái công tác đầu tư công nữa anh chị. Đầu tư công hiện tại, đầu tư công ở Hà Nội là đầu tư công nhiều nhất trong 2 thập kỷ, 3 thập kỷ nền đất nước của chúng ta phát triển từ trước đến nay. Với hàng loạt các công trình như đường Vành Đai 4, đường Vành Đai 3.5, với hàng mười mấy cây cầu bắc qua sông Hồng ở trong thời gian tới, và gần đây nhất mới phê duyệt cái cầu Ngọc Hồi để mà kết nối cái đường Vành Đai 3.5 anh chị. Trong cuối năm nay thì sẽ triển khai cầu Thượng Cát, cầu Trần Hưng Đạo anh chị, và nhiều thông tin cho rằng là sang năm tới cũng sẽ triển khai cầu Tứ Liên và một số cây cầu khác nữa. Thì cái việc mà chính phủ đầu tư công vào nhiều cơ sở hạ tầng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là lạm phát, và tất nhiên rồi không thể bỏ qua đó chính là cái việc mà chính phủ cũng vừa phê duyệt tăng lương khoảng đâu đó 30% cho các cán bộ công nhân viên. Và thì cái việc mà tăng lương như vậy thì trong lịch sử của chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần lặp đi tăng lương như vậy nó đều ảnh hưởng đến lạm phát khá rất là nhiều. Tất nhiên là chúng ta cần phải tăng lương anh chị, cần phải tăng lương, bởi vì cái lương của những người cán bộ, những người giáo viên trong những thời gian qua lương quá là thấp để mà chúng ta có thể là đủ được cái chi phí sinh hoạt, một cuộc sống tốt cho những người cán bộ như vậy, đúng không anh chị? Thì đó, chúng ta có thể tổng hợp lại nhiều cái điều như vậy để tác động đến cái vấn đề lạm phát, và trong cái bối cảnh lạm phát thì cái đồng tiền nó sẽ mất giá. Và chúng ta ưu tiên sẽ nắm giữ những loại tài sản. Và trong thời gian tới, anh chị hình dung là nó sẽ tiếp tục diễn biến như vậy. Và lạm phát nó sẽ trở lên cao, anh chị. Thì đấy là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng của chúng ta. Và tiếp theo, và tổng kết lại như vậy thì chúng ta sẽ có ba cái yếu tố chính như thế. Từ cái vấn đề liên quan đến lạm phát, từ cái nhu cầu thay đổi của thị trường, và từ cái cung cầu của bất động sản. Thì Hòa thấy rằng là cái xu hướng của căn hộ chung cư trong thời gian tới nó vẫn có sự tiếp tục phát triển, anh chị. Có chăng nó sẽ chứng lại một chút, sau đó là sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Thì khi mà chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta mua nhà ở, chúng ta phải nhìn vào cái xu hướng của cái sự dài hạn như vậy. Và trong lúc này, khi mà anh chị muốn mua căn hộ chung cư thì anh chị cần phải lựa chọn được những cái vị trí tốt, những cái dự án tốt, những cái căn hộ tốt để mà chúng ta đầu tư nó có được cái sự hiệu quả cao. Và cái thứ hai đó chính là chúng ta mua được những căn hộ ở với cái chất lượng tốt, với cuộc sống đảm bảo, để mà chúng ta lưu được cái giá trị của gia đình mình vào trong cái tài sản, để chúng ta giải quyết được các vấn đề, cả kể cả vấn đề về chỗ ở, an sinh, lập nghiệp, hay là vấn đề đầu tư, hay là vấn đề giữ cái giá trị tài sản của chúng ta trong thời gian tới. Đó, nó lạm phát, nó có nhiều yếu tố thay đổi. Thì đấy là một trong những cái yếu tố mà Hoàng muốn chia sẻ với anh chị, để trả lời với anh chị cái câu hỏi từ ban đầu là có nên mua để ở và đầu tư căn hộ chung cư tại thời điểm hiện tại hay không. Thì Hòa cho rằng là với căn hộ chung cư, với một cái xu hướng phát triển lớn như vậy, và với cái tầm nhìn của anh chị là 3 đến 5 năm nữa thì anh chị hoàn toàn có thể nghiên cứu để đầu tư mua để ở hoặc là đầu tư căn hộ chung cư được. Bởi vì sao? Bởi vì cái yếu tố phù hợp thôi. Cái phù hợp với cái tài chính, phù hợp với cái mong muốn, cái mục đích của anh chị trong thời gian tới anh chị mua nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình, cũng như là anh chị mua để lưu giữ cái giá trị tài sản của mình với cái phương thức thanh toán phù hợp thì anh chị lên đầu tư. Đó, còn với những anh chị mà không phù hợp thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua và chúng ta tìm những cái loại tài sản khác, những cái thay thế khác. Đó, đấy là một trong những cái mà Hòa cũng muốn chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn của Hòa về căn hộ chung cư. Tất nhiên, nếu như anh chị đang có cái mong muốn đó thì anh chị cần có những cái sự chia sẻ thêm thì anh chị có thể liên hệ với Nhà Tốt qua số hotline bên dưới để Hòa có thể là cùng chia sẻ với anh chị thêm nữa về các dự án, về cái tiềm năng, về các khu vực để chúng ta có thể có được cái sự lựa chọn nó phù hợp với bản thân và gia đình mình, anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.